Chào mừng các con đến với tiết học tiếng Việt lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Hôm nay, chúng ta học tiếp chủ đề 5, ở nhà. Bài số 3, làm quen với vần ia. Mời các con mở sách tiếng Việt trang 54. Chúng ta bắt đầu học tiết 1 nhé. Trước khi bước vào bài học, các con hãy quan sát tranh và cho cô biết trong tranh có những gì? À, quan sát tranh cô thấy trong tranh có một chú mèo là đầu bếp đang trổ tài nấu ăn. Chú thỏ này đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn. Một tay chú cầm cái nĩa, tay kia chú cầm cái thìa. Trên bàn có một cái dĩa. Phía sau có một bụi mía. Cô tìm được các tiếng mới. Đó là tiếng mía. Tiếng dĩa. Tiếng nĩa. Tiếng thìa. Cô thấy các tiếng vừa tìm được đều có chứa vần ia. Cô sẽ tô vần ia có màu đỏ. Các con hãy cùng cô đọc lại các từ ngữ mà chúng ta vừa tìm được nhé. Mía, dĩa, nĩa, thìa. Cô giới thiệu với các con, đây là vần ia. Vần ia được cấu tạo bởi hai âm. Âm i đứng trước, âm a đứng sau. Âm y được thể hiện bằng chữ y ngắn. Bây giờ, các con hãy cùng cô đánh vần vần ia nhé. Y, a, ia, ia. Y, a, ia, ia. Y, a, ia, ia. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Đây là bụi mía. Cô có tiếng mía. Các con đọc theo cô nào. Mía. 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 Tiếng mía có âm m đứng trước, vần ia đứng sau và dấu sắc đặt trên y. Tiếng mía đánh vần là m ia mía sắc mía mía. Tiếp theo, các con hãy suy nghĩ và tìm cho cô ba tiếng có vần ia ở ngoài bài học. À, cô đã tìm được ba tiếng có chứa vần ia ngoài bài này. Ví dụ, tiếng chia, tiếng rìa, tiếng tía và còn rất nhiều tiếng khác có chứa vần ia ở ngoài bài. Các con hãy cùng suy nghĩ và tìm thêm nhé. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang phần tập viết. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ viết vần ia, tiếng mía. Mời các con lấy vở tập viết 1, tập 1. Mở trang 18. Bài 3. Các con cùng quan sát cách viết vần ia nhé. Đặt bút ở đường kẻ ngang thứ hai, viết con chữ Y. Sau đó, viết tiếp con chữ A, sao cho lưng con chữ A chạm vào con chữ Y. Chú ý điểm dừng bút của vần ia ngay đường kẻ ngang thứ hai. Chúng ta sẽ thực hiện viết tương tự với tiếng mía nhé.
Bây giờ các con hãy viết bài vào vở nào. Nếu bạn nào chưa có vở tập viết, các con có thể luyện viết vào bảng con. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các con hãy thư giãn để chuẩn bị cho tiết 2 nhé. Cô chào tạm biệt các con.